Năm nho nhé. Wow, xanh mướt luôn. Màu xanh rất là đẹp, xanh mướt. Thêm nước sốt. Nhìn hấp dẫn quá. Một muỗng đường, tỏi ớt băm, một chút xíu bột ngọt, một muỗng nước cốt chanh và hai muỗng chao bông mai. Sau đó chúng ta đánh đều lên. Đánh đều lên ra được nước sốt như thế này. Mình răm nho nè, rửa sạch nè, vớt lên ngâm đá. Thì sau đó chấm với nước sốt và thưởng thức. Hello, xin chào mọi người. Bạn là mình đây. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn món răm nho nhé. Đây là đĩa răm nho mình mới được biếu. Được cái răm nho mình mới được biếu. Giờ mình đã sơ chế và đã bỏ trong đá và vớt lên cho nó giòn. Mình răm nho thì giờ cũng lần đầu tiên mình ăn răm nho nên cũng không biết là có ngon hay không. Nên là thử. Đây mình đã làm nước sốt. Đây nước sốt. Nước sốt là mình làm giả tỏi ớt, đường chanh, một muỗng đường, một muỗng chanh và một muỗng chao nhé. Bây giờ đây do cái này mà không thấy được nè. Nước sốt ta nhìn cũng rất là hấp dẫn. Mình thử như thế nào nhé. Nhìn thấp hấp dẫn nè. Ngon. Để mà ngon. Ngon quá. Giòn rụm luôn, rất là giòn, ngon quá. Không nghĩ là làm nước sốt từ chao bông mai này ngon quá trời ngon luôn. Mình giả ớt tỏi, mình đặt một muỗng chanh, một muỗng đường, sau đó là hai muỗng chao, ngon không thể tưởng luôn. Mình không nghĩ hồi vừa là mình không ăn cái răm nho đây bao giờ. Tự nhiên có bé Im là nó cho mình được nửa ký. Bây giờ mới chợt nhận ra, chợt nhớ ra là mình được tặng, được biếu để cái răm nho. Giờ hỏi đi rửa khi răm nho mình mua cái răm nho tươi từ biển, người ta lấy lên không biết cách nào, nhưng mà người ta đem biếu mình á, là lúc gì là nó mặn, mình ăn cảm thấy nó mặn. Bây giờ rửa rất là nhiều nước, sau đó mình đem ngâm đá vớt lên được một đĩa như này. Wow, ngon quá. Ngon không thể tưởng luôn á. Ngon quá. Ngon quá luôn. Wow, đồng luôn. Ăn răm nho trời nắng này, ăn răm nho rất là mát. Vừa mát mà vừa wow, ngon.
Rồi một bình, một bình ăn mà ngon quá, ăn hết sạch một dĩa luôn. Không nghĩ là nó ngon như vậy luôn á. Lần đầu tiên luôn á, lần đầu tiên mình ăn trong đâu luôn. Vậy là mình ăn hết lần là hết là nhiêu ký trong nho. Mình đang giảm cân. Mình đang giảm cân mà như thế này thì giảm cân được không ạ? À? Wow. Wow. Chúc mọi người một buổi tối thật vui vẻ nhé.